Xin chào tất cả các bạn. Trong cái clip ngày hôm trước là tôi có hướng dẫn cho một số bạn là làm lập trình VBA để tạo form, ta có thể chọn từ ngày đến ngày. Trong cái buổi hôm trước là tôi đã có hướng dẫn về cái clip để chúng ta có thể là làm cái form chọn từ ngày đến ngày, và khi đó cái báo cáo của chúng ta sẽ tự động chạy theo cái ngày đó như các bạn thấy trên màn hình mà tôi đã quay hôm trước trên YouTube. Đó, khi mà ta dùng chuột ta kéo ngày thì ngày đó được cập nhật vào Excel. Khi ngày được cập nhật vào Excel thì cái báo cáo các bạn nhìn thấy cái báo cáo ở phía dưới bảng nó tự động chạy và co giãn, các bạn có thấy không ạ? Và nó lọc theo ngày đấy nhá. Báo cáo này là lọc theo ngày và tự động co giãn, các bạn có thể thấy. Sau cái clip này thì một số bạn cũng có nhắn tin hỏi với tôi rằng là làm thế nào để làm được cái công thức để co giãn như vậy. Thì trong cái clip ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp để làm cái công thức để tạo ra cái tính co giãn trong cái báo cáo này. Phương pháp làm như sau. Thì bước 1 các bạn cần cài Fin Tool từ trong web bluesoft.net. Các bạn hãy vào trong web của công ty tôi. Khi vào trong trang web này, các bạn hãy vào cái phần là tải phần mềm, sau đó các bạn hãy vào SDK Tools. Khi các bạn vào SDK Tools thì các bạn hãy bấm vào cái phần cài đặt SDK Tools. Ok, sau khi cài đặt xong thì chúng ta hãy làm báo cáo như sau. Tôi có một cái bảng data bắt đầu từ dòng 1 các cột đó, và bảng này tôi đã đặt tên là data. Các bạn hãy nhớ cái vùng dữ liệu nguồn các bạn hãy bôi đen từ dòng tiêu đề. Sau đó các bạn hãy đặt tên vào menu Formula. Sau đó chúng ta vào Define Name và chúng ta đặt tên là Data. Tên đây thì các bạn có thể dùng tên khác cũng được, không nhất thiết cứ phải Data, được chưa ạ? Còn những cái tên cột dữ liệu ở trong cái bảng này thì các bạn hãy viết liền nhau không dấu là tốt nhất. Đó, các bạn cũng không nhất thiết phải đặt tên cột giống của tôi. Tên cột dữ liệu nguồn đây các bạn là theo cái tính chất dữ liệu của các bạn mà tên nó có thể khác nhau, không quan trọng. Bây giờ để làm báo cáo từ ngày đến ngày chúng ta làm sao? Bắt đầu chúng ta làm công thức. Các bạn hãy đặt con trỏ vào ô đầu tiên trong vùng báo cáo, chính là ô A6. Chúng ta gõ công thức bằng BS gạch nối SQL mở ngoặc. Chúng ta đưa vào cái chuỗi câu lệnh. Chúng ta mở nhạc kép và chúng ta gõ từ khóa select tách ra để lấy tất cả các cột, các bạn đưa dấu hoa thị vào sao tách ra. Và bây giờ chúng ta chỉ ra cái nguồn dữ liệu ở đâu, chúng ta dùng từ khóa from tách ra. Sau from các bạn đưa vào cái tên bảng mà chúng ta đã đặt tên. Tên đó chính là data. Bây giờ các bạn đóng nháy kép vào, các bạn tách ra. Bây giờ các bạn đánh dấu phẩy để các bạn nhập tham số thứ hai của hàm BSSQL. Nếu Excel các bạn đang dùng dấu chấm phẩy thì các bạn dùng dấu chấm phẩy. Còn máy Excel của các bạn đang dùng phẩy, ta dùng dấu phẩy. Đây là dấu phẩy ngăn cách tham số của hàm Excel. Chúng ta mở nháy kép, chúng ta khai báo thuộc tính đó là insert. Insert bằng yes để tạo ra cái tính co giãn của báo cáo. Sau đó chúng ta đóng nháy kép vào. Các bạn hãy nhớ tham số của hàm BSSQL đó là ta khai báo insert bằng yes nằm trong hai dấu nháy kép. Bây giờ các bạn đóng nháy kép vào. Bây giờ chúng ta enter. Các bạn hãy thấy một điều đặc biệt đó là phương pháp tạo báo cáo động trong Excel và SDK Tools, chúng ta chỉ cần enter là báo cáo tự chạy ra một cả một bảng. Tuyệt vời. Như vậy sau khi enter xong, các bạn thấy số liệu của tôi tự động lấy ra, nó tự co giãn cho ông ta. Các bạn thấy cái phần footer này tự động nhảy ra, số liệu lấy hoàn toàn từ bảng này. Vừa rồi cái làm báo cáo của tôi làm đó là chúng ta lấy toàn bộ số liệu. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn lọc từ ngày đến ngày thì tôi làm sao? Chúng ta nhấp nút chuột vào công thức và ta sửa cái cột ngày chứng từ có tên là ngay CT. Ngay CT chính là ngày chứng từ. Và để làm điều kiện chúng ta hãy lấy tên cột để đem đi so sánh. Ngay sau tên bảng dữ liệu nguồn chúng ta tách ra, chúng ta đưa vào từ khóa là when. Bây giờ chúng ta đưa tên cột để cần so sánh đó là ngay gạch nối CT tách ra. Chúng ta dùng một cái toán tử so sánh trong khoảng thì chúng ta làm sao? Lớn hơn hoặc bằng ô B3 đóng ngoặc lại tách ra, dùng toán tử kết nối em tách ra ngay gạch nối CT nhỏ hơn hoặc bằng ô, ta dùng hàm cell lấy ô D3 vào đóng ngoặc lại. Như vậy các bạn hãy nhìn lại một lần nữa để lọc số liệu. Theo thời gian chúng ta chỉ cần thêm từ khóa where và lấy cột ngày chứng từ lớn hơn hoặc bằng ô B3 toán tử và ngày chứng từ nhỏ hơn hoặc bằng ô D3, ta dùng hàm cell để kết nối vào. Bây giờ tiếp theo, ngay sau dấu nháy kép các bạn hãy làm một mẹo như sau. Tách ra, chúng ta dùng toán tử là end, chúng ta dùng hàm let và chúng ta hãy ghép những cái ô làm điều kiện vào, ghép những ô làm điều kiện vào và phẩy không ký tự đóng ngoặc lại. Bây giờ chúng ta là chạy như sau.
Vì đây là công thức mảng, khi mà chúng ta sửa công thức kết thúc, chúng ta phải nhấn Ctrl Shift Enter, nhấn Ctrl Shift Enter. Như vậy báo cáo của chúng ta đã lọc từ ngày 7 tháng 8 tới ngày 8 tháng 8, các bạn xem đây. Ok, bây giờ tôi sẽ xóa cái vùng dữ liệu thừa đi. Các bạn hãy chú ý cho tôi như sau. Nguyên tắc làm báo cáo thì các bạn phải thừa cho tôi ít nhất một dòng, phải thừa ít nhất một dòng trống. Ok, phần làm con số tổng hợp thì chúng ta cần phải làm, thì chúng ta làm sau bằng sum mở ngoặc, và các bạn hãy quét từ dòng có công thức. Ở đây dòng có công thức là dòng số 6. Mặc dù dòng số 6 là dòng có giá trị văn bản, nhưng các bạn vẫn phải quét từ dòng số 6, đó là nguyên tắc của iTunes, phải là từ dòng công thức. Và khi quét, các bạn hãy quét thừa ra một ô dòng trống, hãy quét thừa ra một dòng trống, đóng ngoặc lại, Enter. Tương tự như vậy, phần thành tiền ta dùng hàm sum, cũng quét từ dòng số 6 đến dòng trống, đóng ngoặc lại, Enter. Phần này tôi ghi là tổng. Và bây giờ các bạn hãy xem như sau. Tôi thay đổi giá trị thời gian từ ngày 7 tháng 8 cho tới ngày 7 tháng 8, Enter. Các bạn thấy báo cáo đã tự nhảy đúng không ạ? Tiếp tục, bây giờ từ ngày 7 tháng 8 cho tới ngày 10 tháng 8, Enter. Tuyệt vời. Các bạn thấy rằng là chỉ một công thức thôi và mà báo cáo này tự động co giãn. Ở đây không phải filter nhé, các bạn không cần phải làm filter, không có hề có công thức thừa, và số liệu tự động co giãn cho các bạn đó, và kết hợp với cả cái BSAC với công nghệ lập trình BS Base Selector, thì các bạn có thể sử dụng cái bảng chọn thời gian, các bạn có thể dùng bảng chọn thời gian để làm báo cáo theo khoảng thời gian rất là nhanh đó, rất là chuyên nghiệp đó. Cái này rất phù hợp cho việc mà chúng ta làm báo cáo và gửi những cái máy tính hiện nay đang ứng dụng cái công nghệ cảm biến trên màn hình, thì người xem báo cáo người ta chỉ cần là dùng tay, người ta chọn vào ngày thôi là đã ra được báo cáo, chứ không phải nhập bằng tay ở hai ô B3 và D3. Clip giới thiệu của tôi về cái phương pháp làm báo cáo động tự co giãn từ ngày đến ngày đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.